Chào các bạn, như các bạn đang nhìn thấy đây đó là cái món cà tím kho. Thì cái cà tím kho này mình làm rất là nhiều lần, ăn với cơm, ngon và rất là lạ miệng luôn. Cái nguyên liệu thì dễ tìm và cách làm lại đơn giản nữa, mà nhanh nữa. Thì mình mời các bạn cùng nấu để đổi bữa gia đình nha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái món cà kho. Thì cái nguyên liệu khá là đơn giản. Thì đầu tiên mình chỉ cần cái một quả cà to to này tầm khoảng là 300 g đó. Và thêm một ít cái hành tím, hành lá. Rồi đầu tiên mình sẽ đi cắt cà nha. Cà thì mình cắt từng cái khoanh hơi dày dày một tí. Các anh chị không thích cắt khoanh thì cũng có thể là cắt khúc, rồi mình chẻ ra làm tư cũng được nữa ha. Đây mình cắt khoanh cho nó nhìn nó ngon miệng và đẹp mắt hơn đó. Và để cà không bị thâm thì mình ngâm cà trong nước muối nha. Mình cho vào là nửa muỗng canh muối, cho vào trong nước á. Rồi tiếp tục mình cho cà vào, mình ngâm trong nước muối. Ngâm trong nước muối thì mình ngâm khoảng 5 phút để cho cà nó bớt đi vị hăng và cũng như là nó bớt cái mũ của cà đó, nó ít bị đen nữa. Cà mình đã ngâm được 5 phút rồi thì mình vớt ra để ráo các anh chị nha. Mình cho ít hành tím vào trong dầu. Dầu thì các anh chị cho ít dầu thôi. Rồi bây giờ mình chiên cà. Trước đây mình hay làm cái món như là cà luộc, cà xào rồi cà nướng. Thì mình thấy ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà khi mình biết đến cái món cà kho này thì mình làm cho gia đình ăn, gia đình rất là thích. Vừa là một cái món mặn cho gia đình. Các chị mà ăn chay thì là kho chay, còn ăn mặn thì kho mặn. Cà thì mình chiên sơ hai mặt các anh chị ha. Mình chiên sơ hai mặt cho cà nó vừa chín đến thôi. Đó, cho nó xém xém vàng để cho cà nó thơm hơn. Và khi mình kho cà nó không bị gã đó. Cà vừa chín đến thì mình gấp cà này ra ha. Gấp cà ra xong rồi tiếp tục mình đi đập ít hành, mình bằm nhuyễn ha. Rồi tiếp theo là mình kho cà. Thì mình cho vào là 1,5 muỗng canh dầu ăn, cho vào nửa muỗng canh đường. Thì đây là cái cách thắng nước màu mà nó nhanh, nó tiện lợi. Còn các anh chị mà muốn thích thắng nước màu để dành ăn thì xem video trước của Phượng có chia sẻ cách thắng bằng đường và nước dừa tươi. Thì cái thắng nước màu đó sẽ màu đỏ đẹp hơn cách này ha. Đường nãy giờ mình thắng nó chuyển màu vàng nâu rồi nè. Đó, như vậy là mình cho hành vào luôn các anh chị nha. Đó, nếu các anh chị mà ăn mặn thì mình có thể cho thêm tí xíu tỏi nữa cho thơm ha. Rồi hành nó đã thơm rồi thì bây giờ mình cho nửa chén nước vào nha. Và 1/4 muỗng cà phê muối hạt, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng canh tương ớt, một muỗng canh tiêu rang. Mình dùng tiêu rang cho nó thơm hơn ha. Tiếp theo là mình cho nước mắm chay vào trong này nha. Thì các anh chị ăn mặn thì dùng nước mắm mặn. Thì trong video lần sau em sẽ chia sẻ cái cách nấu nước mắm chay này nha. Nước mắm màu đỏ đẹp kia chưa nè. Đó, em cho vào 2 muỗng canh nước mắm chay. Và tiếp tục là mình cho vào thêm nửa muỗng cà phê chao. Cho chao vào để tạo vị béo và để cho cái vị mặn nó đậm sâu hơn. Cho cái món ăn mình nó ngon miệng hơn đó. Một xíu chao này không có ảnh hưởng nhiều đến mùi vị đâu. Cũng như là nó không có lên mùi chao đâu mà. Cái món này nó lên mùi tiêu và cũng như nó thơm mùi cà tím nhiều hơn đó. Đó, vậy là xong cái sốt kho của mình rồi đó. Kho chay thì các anh chị nêm nước mắm chay dùm em. Kho mặn thì anh chị nêm nước mắm mặn ha. Gia vị tan rồi, bây giờ nếm thử. Mình thấy cái vị mặn là nó nhiều hơn hết đó. Rồi đến vị hơi ngọt nhẹ và có vị cay nhẹ. Thì mình cho thêm khoảng 1 muỗng canh tương ớt nữa ha, để cho nó cay cay, ăn cảm giác nó ngon miệng hơn. Rồi mình khuấy đều cho gia vị nó đều tan đều ra, như vậy là được ha. Rồi tiếp tục mình cho cái cà nãy mình mới vừa chiên vào nè. Cà thì mình chiên vừa chín đến thôi. Mình chiên để cho cà nó dẻo thơm, để khi mình kho nó ít bị gã hơn đó. Rồi mình kho với lửa nhỏ các anh chị nha. Cà mình kho lửa nhỏ, bắt đầu cái nước nó rút, nó kẹo lại nè. Mà mình cảm nhận cái cà nó mềm rồi. Mình châm vào mình thấy nó mềm mà nó chín rồi đó. Thì chín như vậy là được rồi. Nếu các anh chị mà thích ăn có nước chan thì lúc này các anh chị tắt bếp luôn. Còn mình muốn kho kẹo lại đó thì các anh chị kho thêm cho cái nước này nó rút cạn luôn. Nó cạn sệt sệt ha. Mình cho ít hành, một ít tiêu vào để cho nó thơm hơn các anh chị nha. Đó, như vậy là cái món cà kho đã xong rồi. Thì mình nêm nếm lại mình thấy rất là vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt, cay cay nhẹ và có vị chao vào nó đậm đà. Và nó tăng thêm cái vị béo cho cái món ăn mình ăn, cảm giác nó ngon miệng hơn đó. Và như vậy em cũng vừa chia sẻ xong cho cô chú anh chị và các bạn cách làm cà kho tại nhà. Ăn ngon, đơn giản và dễ làm ha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video cách nấu nước mắm chay nha.